Ok, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ trở lại với chapter 4. Thực ra là mình đã chơi chapter 4 một lần ở chế độ hard và đã thua. Vậy nên hôm nay mình sẽ chơi chapter 4 chế độ normal. Ok, let's do it. Đừng quên, ở chapter này là mọi người sẽ được chọn giữa hai clan ha. Clan của gì đó. In the meantime, Bran Brown hoặc là and Hull clan insisted của we establish a far-reaching supply network. Rồi bây giờ nhiệm vụ ở chapter này là mình sẽ phải build được một cái mạng lưới cung cấp lương thực thực phẩm. Of another kind entirely, one to be fought with gold rather than steel. I just had to focus on the task at hand, waiting to hear from Egil. Egil. Rồi, here we are. Excellent spot. Is that a commercial or checkpoint? To be honest, I would rather not. Đừng có gây hấn gây chiến gì hết. Tốt hơn là làm ăn đi đã. Good day, my lords. I see you have all come same conclusion. Greeting. Giờ thì kiểu đang giành giật để hàng hóa các thứ sẽ do ai buôn bán đấy, kiểu giành vị thế buôn bán. Rồi, ok, thì việc đầu tiên vẫn thứ nhất vẫn là phải tăng trưởng dân xây nhà, tiếp đến là lấy gỗ và gỗ thì từ từ đi. Tiếp đến là xây Scott Cam. Rồi, tiếp đến là Scott Cam xong. Này có bao nhiêu nhà tất cả? 5 nhà. Rồi, giờ mình sẽ điều khiển thằng Scott để cho đàng hoàng luôn. Rồi, đấy mình chắc là gỗ luôn này. Bài mình lát làm gỗ bên đây, đừng có dụ tớ, cứ từ từ. Cần thiết thì đi mở nhà nữa cho nó nhanh, có sao đâu. Đây, trồng lúa mì nè. Mục tiêu là gì? Build ship dock. Ship dock thì cần gì? Chả cần gì nữa. Build nó luôn rồi đó. Đốc là cần lai hao chiếm cái này luôn.
Nhà Hunter, đây, nhà lính ở chỗ này. Trời ơi, nhầm rồi. Mình tính nâng cái gỗ bao nhiêu mới đủ xây. Đúng rồi, cho cả nhà tiếp tục. Ok. Ruộng lúa. Cố gắng sao cừu ba nhà ruộng lúa là hợp vậy là ok. Một trong hô, hai trong hô. Xong. Thank you.
us. Move them out. Mùa đông không lạnh nữa đây. Xong năm thứ nhất rồi. Tiền đổi là nâng đốc ship liền. Mình cần một healer. Ok. Bài hào. Mùa xuân hay là đông ấy thì giờ bắt đầu đến mùa xuân là mình sẽ làm gì? Mình sẽ bắt đầu tiến hành đi chú ai. Chỗ giao nhau không nên không là sẽ đánh nhau, phải là phải xây căn cứ chỗ này, hiểu luôn rồi. Ok, các cái important này cho biết từ từ là tính này nó xây một cái nhà tầm 50-10, mình lấy nâng cấp một cái nhà 50-50. Mình cấp nhà lên được cái gì? Lên được 3 người. Mình khi xây cái nhà này chỉ được 5 người. Vậy thì mình cần thiết là... Rồi, mình bắt đầu có thể giao thương buôn bán để kiếm tiền. Xây chợ 8 người. Từ xây healer. Tí nữa là quên. Xe và về hai nhà có thể mở rộng thêm một khu nữa quá. Ok, vào chỗ này tìm nhà healer ở đây.
Rồi. À, cái đó. Đấy. Rồi giờ cần gì ta? Tiền thì vẫn tăng, này vẫn vào. Hạnh phúc thì vẫn có. Rồi ok, biết làm gì rồi. Mai lỡ hai đứa lần đầu Thank you.
Bệnh tật thì chịu thôi. Đại dịch chuột hết rồi trời. Hết rồi. Người không tăng nữa. Ừ, vậy nó cần cho người tăng rồi. Chăm gỗ mới được. Ba nhà thổ. Hãy là quên. Quên tạm thời stop training. Mà sao tự nhiên bị đói ta? Tăng cường này lên. Đã xây thêm nhà gỗ này. Chỗ chỉ được xây một nhà gỗ như chờ. Bình tĩnh. Gỗ tăng, rừng tăng. Ok, có người cống nào.
Trong cấp nhà chính một cái, rồi nâng cấp nhà cừu với 10 đá. Thế là một con mà mình chuẩn thế. Gì đây? Còn có gỗ tăng vẫn đào, thịt tăng vẫn đào, tiền thôi. Mình sẽ nâng cấp những cái liên quan đến Healer. Con đã bị hết rồi, nó thì về đây. Yeah.
cái gì đây? Mình thăm rồi. Là bắt đầu xây dựng quân đội được rồi đấy. Nhà thờ rô với nhà những cái 50 có đường dài. Vẫn ổn, mọi thứ đang ổn. Chơi easy có vẻ là nó không tiến đánh mình hay sao ta. Chơi hát nó đánh sáng mặt. Xa kiếm tí nào. Ok.
chocolate. Chúng ta bây giờ sẽ có là bộ lên và nâng cấp ra. Về đây mà xây cho nó nhiều đấy bạn. Kệ nó đi. Làm cái gì nữa nhỉ? Mình nhà hương đó. Rồi, ba vật. Vẫn đang bán phút thôi. Sắp đánh với đám này mới đánh gì đây, không sao, có bè thủ vẫn tốt, vẫn được lừ từ chưa mười đá.
thì trời ơi cái gì phải tưởng thế nào, chỉ có vậy thôi hả? Gỗ quá trời vậy mà đá có chút ép à. Về làm lính đi bạn. Bán kiếm tiền. Rồi, bắt đầu đi chinh phục. Tăng gì đây? Review market không cần. Review upgrade không cần. Sabeton không cần. Ok. Sử đá mày cũng đi. Chuyển qua chơi gỗ. Cóp vào làm ấy thôi, mình thịt thôi. Thịt với lần này thôi, không mình thịt tiếp. Nát đập lũ này. Gì đây? Gì đây? Mất máu thì về bạn ơi. Có
Ngoài bác bạn phải làm việc nhiều ở đâu. Hết bộ đâm cho ủa được miễn phí một lần nữa nè, không có xài gì. Ba ông cừu kìa. Lương thực tăng, lương thực tăng, lương thực tăng. Lương tăng đi bạn, lương thực. Không, không thêm người nữa nha. Mà hú hết thì hết đấy. Mày chắc bỏ được rồi, không cần thiết. Better house. Được chưa? Còn gì nữa không? Vẫn không cần thêm một star food is còn food đâu mà sợ to. Bố lại sợ chúng mình quá cơ. Thế nha, tiền nhiều chứ vậy. Đổi thôi. Gần thắng rồi. Giờ làm gì ta? Này là cũng ok rồi, giờ này cũng ok rồi. Giờ này cũng ok rồi. Thì cũng đang tạm thời ổn. Hạnh phúc cũng đang tạm thời ổn luôn. Tờ 33 nói chung là ổn hết, không vấn đề gì. Mấy healer rồi? 33 healer. Ok. Mình qua đây được luôn. What the hell? Sói cho này. Về nhà bạn.
Dịch bệnh thì sao? Thật là hài hước. Xem cái nhà đây mà. Không có chỗ nào để fisher hết đâu. Sắp đến mùa đông. À, không nè. Sắp đến mùa đông. Có giảm, tiền giảm. Chẳng trời phút đi chứ bạn.
rất là nhiệt tình đến bạn. Chưa xài đến Smith nha. Ai, chưa biết dùng Smith như nào đấy. Chung là chơi easy thì gần như là chỉ có tập trung xây nhà, hiểu cách thức xây nhà, build nhà vậy thôi. Như là chưa phải làm gì nặng nặng như là thế. Anh đủ 2000 rồi. Làm bữa tiệc đi, để tiệc nhiều làm gì. Mình đến 10 đứa. Không biết gì làm đấy. Thử cho nó làm Smith cái nào.
Ok, có vẻ là đã chiến thắng rồi nha. Outrage. Overreaction now established. Energy shot rồi through. À, vậy là mình đã được hình thành. Và tất cả những cái trade thông qua cái lục địa này là đều phải thông qua clan của thanh niên Rich này. Ok, thằng này nói gì? Concentration. I've been very fair as well. Master of the Caddy, however, slow you try. Your wife is last. Maybe it must have well. Rồi, là Reeve, mình có thể là bỏ cuộc. Hagen down there gần nearby. John John him now. À, phát hiện thanh niên Hagen ở gần đây. Rồi, vậy là sẽ tham gia với Victory. Xem có được Star không? Trời ơi, bắt cái Raven phải đánh nhau trade với 20 Nature Faction at the same time over 1 month all nature. Vậy là phải build đến 2-3 nhà rồi 12 merchant and 6 sailor at any one time. Trời ơi, vậy là phải xây 2 cái dock ship. Đùa nhau à? Khó vậy. Thôi rồi, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi chapter 4. Chapter này mình chơi easy nên khá là đơn giản. Rồi, hẹn mọi người ở chapter 5. Bye bye.